Đây, đây là cây đa ngàn năm. Bây giờ mình sẽ tới tận gốc để xem nha các bạn. Đúc. Và ngày hôm nay mình sẽ đi cùng chó nuôi nha. Đi đúc. Đúc. Ở đây là mùa khô nên nước khô hết rồi nha các bạn. Wow, quay cho mọi người xem cái cây đa đi kìa. Hello, xin chào mọi người. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và đăng ký kênh của mình. Và ngày hôm nay thì đang là cách ly chống dịch nên mình có làm một cái video là đi sinh tồn. Bây giờ mình sẽ thử làm một cái video thử thách là tới một cái rừng hoang. Ở đây là nhiều nghĩa địa luôn, nghĩa là nghĩa địa ở để rất là lâu luôn, không có người tới hoặc là không có bóng người, tại vì ở đây ở trong khu này là ngày xưa là khu quân đội chiến tranh, nên bây giờ mình sẽ tới đó để review và cũng đi săn luôn. Trong đó rất nhiều gà rừng luôn nha các bạn. Đi thôi nào. Mà rất là ít người vô vì nó rất là hoang vắng luôn, ít có bóng người. Ở trong này là một khu mồ mả hoang nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tới đó, mình sẽ thử thách để xem có gì trong đó. Đúng không? Đây, trước mặt mình là một cái khu mồ mả rất là lâu năm luôn, của thời kỳ hồi chiến tranh. Đến bây giờ không ai dám tàn phá ở khu này. Nhưng mà bên trong rất là tối, mình không dám vào. Ở trong này nó rất là hoang vắng, rất là khó đi luôn. Nhưng mà nó có nhiều con gà rừng trong này lắm. Nhưng mà mình không dám đi nha. Tại vì đây là nơi linh thiêng, mình không dám đùa giỡn. Khu này rất là rộng luôn, đây chỉ là một phần thôi. Ở bên ngoài người ta trồng cây keo nha, nhưng mà riêng là cái khu này họ không dám trồng, tại vì đây là khu mồ mả. Mình nổi da gà rồi nha các bạn. Mình cảm thấy có nghe có tiếng động đi bên trong. Đi nụ. Đi trước. Mày đi trước tay sau. Trong này là thành phố buồn nha, cả khu này là mồ mả hết nha các bạn, rất là rậm rạp luôn. Nhưng mà mình đang suy nghĩ là có nên vô không, tại vì đi rất là ít người nha, chỉ một tuần quay của mình đi thôi. Nhưng mà mình cũng muốn cho các bạn thấy để xem nó có cái gì bên trong. Mình cảm thấy nổi da gà rồi, chắc có lẽ mình không vào đâu. Mình không nên đùa giỡn với những người đã khuất. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ thử đi vào luôn nha các bạn. Mình cũng rất là sợ, rất là nổi da gà luôn. Nhưng mà mình sẽ được coi là thử thách. Mình sẽ đi xem bên trong, cùng nhau vào bên trong đi xem nha. No. No.
chó của mình không dám vào nha các bạn. Mình cảm thấy rất là sợ rồi. Này con chó cũng không dám vào. No. No. What? Không biết vì sao con chó của mình nó không dám vô luôn. Có lẽ là nó biết ở đây là nơi linh thiêng. Bình thường nó chạy vèo 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 nhưng mà bây giờ mình bắt đầu vào bên khu bên trong nha. Thì nó là không dám vô. Thì một mình rất là sợ, mình không dám vào. No. Mình đi từ nãy giờ không có con gà rừng nào luôn nhất là. Tôn tim quá các bạn, mình vừa mới bước ra từ khu rừng lâu năm. Rất là vắng luôn. Lúc nãy là mình định ra đường xuống kia nhưng mà mình phát hiện ra ngôi mộ vừa mới chôn luôn. Nên mình rất là sợ, bây giờ mình quay lại đường này để ra đường này. Và cảm giác bây giờ rất là sung sướng, lúc nãy mình rất là sợ luôn, rất là rung tim. Vì trong này rất là vắng tanh, không có người nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi ra khu vực bên ngoài nào. Rất mệt luôn. Đi cả ngày hôm nay chả có một con chim hay con gà rừng nào luôn. Bây giờ chúng ta có thể là đi xung quanh quanh, nếu không có thì mình sẽ về. No. Tạm biệt mọi người nhé, nếu mọi người cảm thấy video hay mọi người có thể chia sẻ và bình luận ở dưới. Tại vì ngày hôm nay mình đi săn chẳng có con mồi nào hết. Bây giờ có thể mình sẽ quay về nhà. Tạm biệt.